dán thử bằng rung, mình test cây DJ-D21 khớp kép thương hiệu Motong. Sau đây mình sẽ khui cho anh em một thùng hàng cho anh em xem nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2022 thì mình lại về một kiện hàng. Đây là kiện hàng mình đặt khoảng từ tháng 2 đấy. Thì hôm nay là cuối tháng 2 rồi, 27, à đâu, hôm nay cuối tháng 4 rồi. Khá là lâu. Mình cũng không nhớ đây là mình đặt số lượng là bao nhiêu nữa. Thì tuy nhiên là shop này mình làm ăn lâu rồi, cũng khá là tin tưởng nhau. Cho nên mình cũng chưa xem lại xem là cái gì đây. Các ông lại màu mè cho thêm cái tờ cà lốc, cái tấm lốp bên ngoài này. Đây là một cái kiện hàng của thương hiệu Motong mọi người nhé. Đến Motong mọi người thì đều biết là hàng phân khúc tầm vừa phải, ngon bổ rẻ. Chia sẻ với mọi người thì đây là cái kiện hàng DJ Motong D21 khớp kép mẫu bọc sừng cả kiện này luôn. Xem cái agao có mùi không mọi người nhé. Năm ngoái mình dính một lô khoảng gần chục cân agao này, nó mùi khá là hôi và mình phải gần như là phải bỏ đi đấy. Agao này vẫn có mùi, tuy nhiên là mùi nó cũng nói chung là chấp nhận được, mùi hơi khó ngửi một chút. Đây là phụ kiện họ cho kèm này, một cục màng dung loại rẻ agao và cái dây treo. Tuy nhiên khi sản phẩm này anh em đặt bên mình sẽ bỏ cái màng rung này đi, mình cho anh em một cái màng rung loại A loại 40.000 đấy anh em. Đó, mình sẽ khui cho anh em xem vài cây nhé, xem loại này có gì đặc biệt mà mình khui riêng cái này cho anh em xem. Thì chia sẻ với mọi người thì cái dòng D21 khớp kép này thì nó hiện tại đang là sản phẩm chủ lực bên nhà mình. Sản phẩm chủ lực là sao anh em? Là sản phẩm mình có nghĩa là mình luôn nhập nhiều và rất là muốn bán. So với những hàng khác, ví dụ như anh em hỏi phân khúc tầm giá này thì mình sẽ hướng anh em lấy dòng này. Thì chia sẻ với anh em là ví dụ mỗi khi trước khi mình bán một sản phẩm nào đó nhé, thì mình đều phải test, nhập test sản phẩm này. Khi bán cho anh em phản hồi tương đối tốt này, về mình test thấy ổn này, anh em phản hồi tốt nữa, thì mình bắt đầu đây này, thì mình bắt đầu mình nhập, gọi là nhập đại trà số lượng nhiều. Thì đối với những cái dòng tương đối rẻ như thế này nha mọi người, thì mình sợ nhất là điều là tỷ lệ loại bỏ nó cao. Thế tuy nhiên là cái dòng mà mình nói là giá nó tương đối rẻ so với những cái hàng của Đông Sơ Hua ấy, nó tầm 1 triệu rưỡi trở lên đến tận 6-7-8 triệu ấy. Tuy nhiên là cái dòng này về đến tay anh em ấy, ở Việt Nam về đến tay anh em ấy mới có 6,5 triệu thôi. Thì mình sợ nhất một điều là cái tỷ lệ loại bỏ nó cao. Tuy nhiên là cái dòng D21 này thì lại bỏ nó rất là thấp, gần như là không luôn. Có nghĩa là khi ví dụ mình về 50 cây hay 100 cây, mình cùng lắm mình loại đến 1 đến 2 cây, thậm chí là không loại cây nào mọi người nhé. Thì anh em rất là yên tâm, bởi vì là ví dụ trong trường hợp anh em có mua cái này, mình có chọn hay là không chọn, hay là anh em đặt mua các bạn nhân viên nhà mình ấy cứ thế nhặt gửi anh em, thì anh em vẫn có hàng ngon. Đó, anh em hiểu không ạ? Có nghĩa tỷ lệ loại bỏ nó gần như không có. Nên là anh em cứ đặt ở trên Shopee hay là trên web nhà mình, thậm chí là không có liên hệ cho mình nhưng mà vẫn có hàng ngon để dùng, không lo hàng bị kém chất lượng. Đó, hoặc là xui rủi lắm bị cây nó kém, hoặc là quá trình vận chuyển nó dập vỡ ấy, thì liên hệ mình đổi cho cây khác. Đây này, một cây đô này, một cây la này, xong mình sẽ zoom gần cho anh em xem. Chất lượng rất là ngon, nặng tay đầm tay. Nói chung nhà mình có những cái sản phẩm chủ lực, ví dụ trong phần tầm phân khúc 600 này mọi người nhé, thì có TT05 và mẫu này, thì hai mẫu đều của Motong, đều của thương hiệu Motong hết. Một cái đồ một cái la, cái này la tiếp thì mình không lấy ra nữa, mình lấy một cái xi nữa đi, xi nhé. Đây, hai mẫu tốc kép này. Rồi mình sẽ review kỹ hơn cho anh em xem cái cây này. Đây,
chia sẻ anh em nhé. Đây là cận cảnh cây T1 kép thông si này. Mình sẽ cho lấy nét nhé. Đây anh em, cận cảnh cây D21 khớp kép nha, anh em nhìn ra rất bóng bẩy và đẹp không? Khớp kép này, khớp kép nhìn rất là liền mạch. Ở đây là sừng trâu nha. Chia sẻ anh em thì đây là cái sừng trâu 100%, sừng trâu tự nhiên nhé. Đó, đây. Thì nói thật với anh em là nếu mà để mà làm bằng nhựa ấy, với sừng này ấy, thì có thể anh em có thể là không phân biệt được luôn nhé. Thế tuy nhiên là tại sao mà người ta lại này phải làm bằng sừng? Thì chia sẻ anh em là cái nếu mà một cái cây sáo ấy bằng sừng trâu ấy thì khi anh em bị rơi ấy. Đây mình lấy một cây sừng nó rõ ràng hơn một chút này. Đây là cây T21 khúc kép tông la mình giữ lại, mình sưu tầm. Đó, thì ít khi mình sưu tầm những dòng này bởi vì tương đối là rẻ ấy. Mình ít chơi. Đó, cây này thì sừng nó rõ hơn nha mọi người nhé. Anh em nhìn thấy sừng không? Quả sừng nhìn khá là uy tín. Đây. Đó. Sừng này nó hơi giống sừng bò một chút. Vì thường là sừng trâu thì nó đen cả ấy. Nó có cây này nó giống sừng bò. Cây này mình giữ sưu tầm, cây này tông tông la. Chứ thực tế tông la mình cũng có mấy cây tủ rồi mình không chơi đến. Nhưng mình vẫn sưu tầm. À, có dám làm dung đây rồi. Đó. Đấy, cái sừng khi mà anh em rơi ấy, rơi cây sáo ấy thì có thể là cái sừng nó sẽ không giòn như nhựa. Nếu mà là bằng nhựa nhá, bằng nhựa thì có thể là vỡ, rất giòn và dễ vỡ, cái sừng thì nó sẽ cứng hơn. Nói chung là cứng cáp bền bỉ hơn đấy. Và đây cho anh em xem chất lượng trúc nha. Đó, anh em nhìn không? Dòng này dòng tương đối rẻ nhé. Tuy nhiên nếu mà DG thì bắt buộc là phải đạt cái tiêu chuẩn của nó là phải dày. Đó, anh em thấy nó dày không? Mình rút một cây nhé, ngẫu nhiên nhé. Rút một cây ngẫu nhiên. Hai cây này là cây la và cây đô này. Cho anh em xem luôn này. Cái thành ống của nó nhé. Đó. Nó phải đạt tiêu chuẩn khá là dày cơ. Đó, đây là mới chỉ là phân khúc tầm này thôi nhé, mà nó đã phải làm theo đúng cái tiêu chuẩn nó rồi. Rồi lại zoom gần vào. Nói chung là rất là bóng bẩy và đẹp. Mình bóc thêm một vài cây nữa thôi. Một hai cây nữa cho anh em xem nhé. Bây giờ mình chia ra như này xong rồi lẫn này. Sừng trâu tươi. Mục đồng. Tiếp tục là một cái ép nữa nhé. Đây cho anh em xem. Ép đây. Nó trúc rất là già và nó nặng. Đanh luôn. Và sau đây mình sẽ xin mình thử dán bằng dung, mình test âm cho anh em nghe nhé. Mình test âm cho anh nghe. Một cây nhé.